Vậy là cái xe thứ hai của chuyến đi Đông Anh sáng nay đã bắt đầu. Thì lúc này đang là buổi sáng ngày mùng 9 tháng 8 2018. Có kính. Tí cho bây kính lên. Sáng hay có cho kính bằng anh ốp không? Cho lên luôn đấy nhỉ, cho sao? Đây bọn anh đây. Đây sang khanh kính sang đi. Thay hàng được ký chứ Đông Anh Hà Nội rồi.